Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Đấy là ngày xưa các cụ nói thế thôi. Chứ bây giờ mà chúng ta mà ăn chơi với rượu chè thì chắc là chúng ta sẽ chết, đúng không ạ? Năm 2024 là một năm được dự báo là kinh tế tiếp tục khó khăn, tương tự như năm 2023. Chính vì vậy, các anh chị, những người làm kinh doanh, những đại lý, những nhà phân phối trong ngành hàng phụ kiện tủ bếp, phụ kiện tủ áo, nếu như các anh chị muốn kinh doanh trong ngành hàng này hoặc muốn tìm một cái đơn vị đối tác, một cái đơn vị cung cấp sản phẩm cho các anh chị, thì tôi xin giới thiệu thương hiệu Gerary Việt Nam. Thương hiệu Gerary chúng tôi là thương hiệu về phụ kiện tủ bếp và phụ kiện tủ áo với đầy đủ tất cả các cái combo 7 món, 9 món phù hợp với nhu cầu sản xuất cũng như là nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trên toàn quốc. Hiện nay chúng tôi đang tìm những nhà phân phối độc quyền, những nhà phân phối ưu tiên, những cái đại lý trên toàn quốc. Vâng, các anh chị có thể nhìn thấy kho hàng của chúng tôi ở đây rất là rộng, có 4.000m² và có hàng nghìn sản phẩm đã có mặt tại kho hàng. Và chúng tôi có hàng tồn kho lên tới hàng chục tỷ tiền hàng. Yên tâm cung cấp hàng hóa rất là nhanh chóng cho các anh chị. Giao vận thì hoàn toàn miễn phí, chính sách chiết khấu thì rất là tốt và ưu đãi. Ngoài ra thì các anh chị sẽ không có bất kỳ rủi ro nào, bởi vì chúng tôi sẽ hỗ trợ biển bảng quảng cáo, chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí quảng cáo về marketing, đào tạo nhân viên bán hàng và chạy quảng cáo trên các nền tảng như là Facebook, như là TikTok để cho các anh chị và các bạn có thể tiếp cận khách hàng. Vâng, nếu như các anh chị và các bạn đang muốn tìm thêm một cái đối tác hoặc là muốn tìm một cái cơ hội kinh doanh thì hãy liên hệ với thương hiệu Gerary của chúng tôi, phụ kiện tủ bếp, phụ kiện tủ áo hàng đầu Việt Nam, để hợp tác với chúng tôi và cùng nhau kiếm tiền trong năm 2024 này. Xin cảm ơn.